Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có tên là Aro KBT. Đây là một cái loại thuốc kích phát tố, nó giúp cho chúng ta xử lý ra hoa trên các loại cây theo ý muốn. Thì ở bên trái màn hình của các bạn đó là sản phẩm kích phát tố hoa trái. Đây là một sản phẩm của công ty Quang Nông. Và quy cách thì gói này có quy cách đó là 100 g. Và thành phần chính của sản phẩm thì sản phẩm này được cấu thành bởi ba thành phần chính, đó là đa lượng, kích thích tố và vi lượng. Đa lượng ở đây có total nutrient đó là đạm 8%, lân 38%, kali 20%. Kali này soluble có nghĩa là hòa tan hoàn toàn các bạn nhé. Kali này ở dạng hòa tan hoàn toàn. Các bạn đặt câu hỏi là vì sao mà trong sản phẩm kích thích ra hoa lại có thành phần đa lượng hay không? Thành phần đa lượng này các bạn để ý rằng là đạm thấp nhất, tiếp theo là lân và kali. Vì ở đây sản phẩm kích thích ra hoa, phân hóa mầm hoa lại có lân và kali cao, đặc biệt là kali cao hơn lân luôn. Đó là vì lân B25 này có chức năng là tạo mầm hoa cho cây, giúp cho cây chuyển biến từ phân hóa không phân hóa mầm lá nữa mà phân hóa mầm hoa ở trong cây. Kali là một trong những nguyên tố mà giúp cho kali thì giúp cho kéo những cái mầm hoa mà nó đã có sẵn ở trong cây đó ra thành những cái nụ hoa. Thì sự phối hợp giữa kali và lân trong trường hợp này là tương hỗ cho nhau, nhưng bên cạnh đó cũng có một phần trăm ít, đó là 8% đạm để giúp cho cây duy trì cái bộ lá. Tại vì lúc mà cây ra hoa thì cây vẫn cần phải quang hợp để tạo đường bột để nuôi hoa và nuôi trái sau này, giúp cho trái ngọt hơn. Còn về cái phần kích phát tố thì ở đây mình xin chia sẻ với các bạn có alpha naphthalene acetic acid 0,3%, gibberellic acid 0,1%, ẩm độ hấp phụ 15%. Thì ở đây alpha naphthalene acetic acid đó là một chất điều hòa sinh trưởng. Anh này ảnh có tên rút rút ngắn lại đó là alpha NA, tên tắt viết tắt các bạn, thì mình đọc là alpha NA cho nó nhanh ha. Thì nó có rất nhiều cái công dụng, ví dụ như là tăng cường da rễ nè, tăng cường khả năng chống chịu lại bệnh tật và hạn hán và điều kiện hoàn cảnh bất lợi nè, nó giúp cho tế bào phình to, nó kích thích rễ ra to, thân nhánh ra to nè, nó thúc đẩy hình thành diệp lục nè, thúc đẩy phân hóa mầm hoa và nụ hoa, và hạn chế rụng hoa và rụng trái. Nó rất nhiều công dụng như vậy, nhưng mà ở mỗi cái liều lượng khác nhau thì nó lại có một công dụng khác nhau. Ví dụ như nếu mà chúng ta pha với liều thấp thì nó là kích thích ra rễ, nhưng mà khi mà chúng ta pha cái liều cao thì nó lại khống chế sự ra rễ. Nếu mà nó bị mà phun quá liều thì dẫn đến là sẽ có hiện tượng ví dụ như đốm đen, hoặc là cháy lá, hoặc là cháy ngọn, và đôi khi là có thể làm chết cây luôn các bạn. Thì nhưng mà trong cái phạm vi của sản phẩm này thì cái chất điều hòa sinh trưởng alpha naphthalene acetic acid này nó có công dụng đó là thúc đẩy phân hóa mầm hoa và nụ hoa. Vì vậy nó chính là cái nguyên tố quan trọng nhất để giúp cho cây okay, chúng ta kích ra hoa theo ý muốn. Giống như là cái tên kích phát tố của sản phẩm này luôn. Thì các bạn tập trung chú ý đó là thành phần alpha naphthalene acetic acid và gibberellic acid. Đây là một cái phyto hormone thì mình sẽ chia sẻ ở những cái video sau cụ thể hơn. Các vi lượng như là magie, canxi, mangan, kẽm, sắt sẽ giúp cho cây, cung cấp cho cây đầy đủ dinh dưỡng khi mà cây ra hoa. Nếu mà khi ra hoa mà thiếu các vi lượng thì cũng ảnh hưởng đến sự ra hoa rất nhiều, làm cho cây khó ra hoa, hoặc khi ra hoa rồi sẽ bị rụng. Ở video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn về công dụng và hướng dẫn sử dụng. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.